Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Bây giờ đã là 11 giờ, 10 giờ 45 nha anh em. Đã đi hai chuyến hàng rồi nha. Bây giờ tiếp tục đóng nhớt cho anh em tiếp nè. Anh em thấy không? Nhớt là bên mình khu đã đóng điện cho anh em nha. Tại vì nay gần cuối năm là tranh thủ nha anh em nha. Nhớ tiếp top lớp đây. À, đó. Thì cái lon nhớt này hôm qua giờ mình đang có cái chương trình khuyến mãi là anh em mua hai lon sẽ được miễn phí ship. Thì anh em mua nhiệt tình quá, nhiệt tình hơn mình nghĩ luôn. Nói chung là quá đã đó anh em ơi. Thì đây mình ra ngoài đây mình quay cho nó sáng ha. Đây, đây mình quay cho nó sáng sủa cho anh em coi cho nó dễ nè. Thì đây là cái lon nhớt tiếp top, anh thủng nhớt tiếp top nha anh em nha. Mình để con dao đâu không biết nữa. Đây. Đây. Đây là cái thủng nhớt tiếp top lớn nha anh em. Thì bên mình tranh thủ mình đóng cho anh em đi hàng nha, để anh em về anh em hãy nhớ chạy xe Tết nha. Thì nói chung Tết thì anh em chúng ta nên cũng chăm chút coi cái con xe cưng của mình chút xíu. Mình thay một lon nhớt cho nó đi cho nó ngon. Đó, nó đỡ kêu với lại nó êm, anh em chạy nó đỡ nóng máy ha. Thì đây là cái lon nhớt tiếp top plus nhập khẩu UAE, công nghệ sử dụng công nghệ là công nghệ Mỹ. Đây. Tiếp top plus Moment to Racing 2050 SM này là nhớt tổng hợp nha anh em nha, là cái dòng nhớt cao cấp đó. Đây. Made in là made in UAE nè. À, made in UAE. USA Technology là công nghệ, là công nghệ Mỹ. Thì cái lon này nó là nó nhớt nhập cho nên là anh em nhìn nó không có một tí chữ Việt Nam nào đâu em ha. Đây, đây nó sẽ sử dụng cái nắp này, thì anh em khi đóng ra bạn ra anh em lôi lên là nó sẽ có cái vòi cho anh em đổ nhớt trực tiếp vô luôn, anh em không có cần phải dùng cái phễu làm cái gì nha. Rất là tiện, rất là tiện lợi cho anh em. Thì một cái lon nhớt như thế này mình đang bán với mức giá là 100.000. anh em nào mua một lon thì 100.000 cộng với tiền phí ship nha, nó đâu đó khoảng 30.000, 28-30.000. Còn nếu như anh em mua hai lon thì bên mình đang có chương trình miễn phí ship cho anh em luôn. Cái này là bên công ty nó gửi qua cho mình miễn phí ship cho mình, cho nên mình miễn phí ship lại cho anh em luôn. Thì tất nhiên là nó miễn phí ship theo thùng, thì mình chỉ thể miễn phí ship theo từ hai lon trở lên thôi, chứ còn anh em mua một lon mình không miễn phí ship nha. Anh em mua hai lon trở lên là mình miễn phí ship cho anh em, hai lon, ba lon, bốn lon, năm lon gì đó cũng được miễn phí ship. Còn mua một lon thì mình xin phép mình không miễn ship nha. Đó, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt. Cái này là nhớ tiếp top nhập khẩu từ UAE. Đây. Cho nên là anh em cứ yên tâm, made in UAE ghi rõ ràng ở đây, và nhớt này cam kết 100% là nhớt chính hãng, công nghệ Johnson MB, công nghệ này là công nghệ mới luôn. Johnson Ma 12 là công nghệ cũ nha anh em nha, Johnson MB là công nghệ mới. Đó. Công thức nhớt mới anh em. Đấy. Đạt tiêu chuẩn là API SM luôn nha. Cái này thì sử dụng cho Yamaha, Suzuki, Honda, SYM được hết nha. Đó, đây họ cũng có khuyến cáo này. Đó, đi nó dung tích nhớt này là 1 lít luôn. Anh em ha, nhớ tổng hợp cho nên em có thể đổ xe số hay xe ga gì cũng đều được hết nha. Rồi thì giá của nó là 100.000 một lon. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể quan tâm liên hệ cho Đạt nha. Rồi xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã ủng hộ shop Trần Đạt. Và xin chào tạm biệt tất cả quý anh em nha. Anh em nào mua thì tranh thủ, tại vì bên mình số lượng cái hàng mà miễn phí tiền ship này đâu, nó còn khoảng 3-4 thùng gì thôi, không có còn nhiều. Cho nên là anh em tranh thủ, còn anh em nào mua theo thùng thì sẽ có giá sỉ cho anh em nha. Rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Tết nhất rồi thì anh em chúng ta sắm một lon nhớt, anh em đổ xe đi cho nó êm, cho nó mát máy nha anh em nha. Và cũng như là chăm sóc cho cái con xe mình trong một năm nó đã phục vụ cho mình trong biết bao nhiêu công việc rồi, thì mình cũng thay cho nó một bình nhớt đi để đi cho nó êm máy và nó đỡ bị trục trặc khi mà anh em chúng ta đi đường xa nha. Rồi ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Chào tạm biệt tất cả quý anh em nha.